Trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, số bệnh nhân đến cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tăng cao so với ngày thường, nhưng số ca tai nạn giao thông giảm. Ghi nhận tại Bệnh viện Vũng Tàu cho thấy nếu như những kỳ nghỉ lễ ở các năm trước, tỷ lệ số ca liên quan đến tai nạn giao thông chiếm hơn 50% tổng số ca cấp cứu, thì dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, số ca tai nạn giao thông giảm rất sâu, 13 ca một ngày. Trong kỳ nghỉ lễ năm nay, Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các bệnh viện bảo đảm công tác thường trực 24/24 giờ và trực 4 cấp. Các khoa phòng của bệnh viện cũng chuẩn bị sẵn sàng về nhân sự trực, áp trực và dự trù, bổ sung thuốc men, vật tư y tế, hóa chất và máu, giường bệnh, nên công tác cấp cứu diễn ra nhanh chóng và an toàn. Hai bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh còn chuẩn bị tổ cấp cứu ngoài viện, cũng như có phương án đối phó với tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra. Đặc biệt, các đơn vị bố trí đủ giường bệnh, nhân sự, xe cứu thương, trang thiết bị y tế, sẵn sàng phục vụ công tác điều trị, cấp cứu, nhất là các trường hợp tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm. Nhờ vậy, công tác cấp cứu ngoại viện, nội viện được các bệnh viện thực hiện thông suốt, an toàn,